Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương. Ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Khảo sát của Rasmussen, 62% cử tri lo ngại gian lận sẽ ảnh hưởng tới bầu cử 2024. Giám đốc FBI Christopher Wray thừa nhận họ muốn chứng kiến vụ ám sát Tổng thống Trump thành công. Thương mại Mỹ-Trung sẽ ra sao nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống? Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo một cuộc khảo sát do Rasmussen và Viện Heartland công bố hôm ngày 24 tháng 7, 62% cử tri toàn quốc có lo ngại về gian lận bầu cử. Trong đó, 37% cử tri toàn quốc rất lo ngại, 25% tỏ ra khá lo ngại. Các bang dao động trong bầu cử Mỹ là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Jim Lakely, Phó Chủ tịch Viện Heartland, đã phát đi tuyên bố cho hay, hàng triệu người Mỹ đã chứng kiến các quy tắc bầu cử bình thường bị loại bỏ vào năm 2020 và sau đó đã chứng kiến việc kiểm đếm chậm liên miên chỉ trong các bang mà ông Joe Biden cần thắng cử với khoảng chênh lệch ít nhất. Do đó, thật sự không ngạc nhiên khi đa số người Mỹ lo lắng rằng gian lận sẽ ảnh hưởng tới kết quả tháng 11 này. Giám đốc FBI Christopher Wray thừa nhận họ muốn chứng kiến vụ ám sát Tổng thống Trump thành công. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống Trump đã bị thương ở tay sau khi một tay súng 20 tuổi tên là Thomas Matthew Crooks trèo lên mái nhà và bắn nhiều phát vào ông Trump và những người tham gia cuộc vận động tranh cử ở Butler. Rạng sáng ngày 24 tháng 7, Giám đốc FBI Christopher Wray đã xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện về vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump. Đang lúc Christopher Wray thều thào và đã vô lý khi tuyên bố rằng Crooks có vẻ hành động một mình, thì phía bên chất vấn đặt ra nhiều giả thuyết nghịch lại với tuyên bố trên và hỏi, này Wray, nếu ông cho rằng Crooks đã tự mình thực hiện những điều sau đây mà không cần sự giúp đỡ của người trong cuộc, vậy ông hãy trả lời những câu hỏi sau. Vì sao Crooks dễ dàng điều khiển một chiếc máy bay không người lái trên khu hội chợ Pennsylvania và quay cảnh trên không về bố cục cuộc meeting vào ngày diễn ra sự kiện, bao gồm cả 2 giờ trước khi Trump lên sân khấu? Vì sao anh ta được đưa máy đo khoảng cách qua an ninh và vào trong dễ dàng? Vì sao anh ta trốn tránh các nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan cấp tiểu bang, địa phương và liên bang khác nhau và đưa súng vào được? Bằng cách đó, anh ta đã leo lên mái nhà với khẩu súng trường ở trong vòng vây được bảo vệ và bò đến vị trí quan sát lý tưởng trong khi những người chứng kiến cảnh báo cảnh sát và vẫn có thể bắn 8 phát vào ông Trump. Vì sao anh ta dễ dàng đổ một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ gần cuộc meeting của ông Trump? Vì sao Crooks đã có thể đi lại quanh khuôn viên sau khi các tay súng bắn tỉa chụp được bức ảnh anh ta với vẻ mặt đáng ngờ? Một tay súng bắn tỉa ở cửa sổ tầng 2 chỉ cách Crooks 40 feet nhưng không thể vô hiệu hóa anh ta. Vì sao lại để Tổng thống Trump lên sân khấu sau khi Crooks bị mật vụ coi là đáng ngờ? Wray sau đó đã rất lúng túng. Bất chợt, có một nhóm tin tặc đã gửi bức ảnh chụp màn hình toàn bộ email của FBI trao đổi sau khi Tổng thống Trump bị ám sát tới cho nhiều người tham dự phiên điều trần hôm đó. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Chip Roy nhanh chóng hỏi Wray liệu có bất kỳ đặc vụ FBI nào bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Trump sống sót sau vụ ám sát hay không. Wray sau đó cũng đã phải thừa nhận sự thật kinh hoàng rằng có ít nhất một quan chức FBI đã bày tỏ sự thất vọng khi Trump không bị tay súng giết chết. Cá nhân đó đã được chuyển đến bộ phận thanh tra của chúng tôi hứa sẽ làm rõ vụ này. Khi đó, cả khán phòng đã nháo nhào lên rằng tại sao người này không bị sa thải? Tại sao Wray đã biết trước những sự việc kinh hoàng này nhưng vẫn để yên? Vì sao FBI lại có những điều không thể chấp nhận được như vậy? Quốc hội đồng thời nhận định không bao giờ Crooks hành động một mình. Xin ông Wray trả lời, ai đã đến thăm nhà Thomas Crooks trước khi ông ta cố gắng ám sát Tổng thống Trump? Phân tích dữ liệu quảng cáo trên thiết bị di động cho thấy một người thường xuyên đến thăm nhà Crooks ở Pennsylvania cũng đã đến thăm một tòa nhà ở D.C. gần văn phòng FBI. Dự án giám sát đã xác định 9 thiết bị được liên kết với ATID được đặt tại nhà và nơi làm việc của Crooks trong năm ngoái. Một người thường xuyên đến thăm nhà và nơi làm việc của Crooks cũng đã đến thăm một tòa nhà ở Washington D.C. tọa lạc tại Gallery Place Dự án giám sát cho biết đây là địa điểm gần văn phòng FBI vào ngày 26 tháng 6 năm 2023. Đây là thiết bị của ai? Ray sau đó đã á khẩu và chọn cách im lặng như cách mà giám đốc mật vụ trước đó đã làm. Nhiều nghị sĩ sau phiên điều trần đã đệ đơn Ray cũng phải từ chức và FBI phải chịu sự điều tra để làm rõ những email được cho là nhắm vào Tổng thống Trump này. Thương mại Mỹ-Trung sẽ ra sao nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống? Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump được cho là có thể sẽ đưa chính sách chiến tranh thương mại và phân tách kinh tế của mình lên một tầm cao mới nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc. Mặc dù Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden cũng đặt cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc lên hàng đầu trong chính sách kinh tế của mình, nhưng các nhà kinh tế và chuyên gia thương mại phần lớn kỳ vọng ông Trump sẽ mạnh tay cắt giảm hơn nữa và gây bất ổn cho quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Eswar Prasad, giáo sư kinh tế tại Đại học Cornell cho biết, chiến thắng của ông Trump rất có thể sẽ làm gia tăng sự xung đột về thương mại và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, làm tăng thêm sự chia rẽ về thương mại và tài chính giữa hai nước. Ông Trump được cho là sẽ đối đầu với Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, sau khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ Phó tướng ra tranh cử. Theo ông Prasad và các chuyên gia khác, cách tiếp cận của bà Harris với Trung Quốc có thể sẽ tương tự như cách tiếp cận của ông Biden. Từng đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài chính và Trung Quốc của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ông Prasad giải thích, mặc dù ông Trump và ông Biden đều có quan điểm bảo hộ, nhưng chiến lược và chiến thuật của họ khác nhau rất nhiều. Ông Trump dựa vào thuế quan để ngăn chặn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông Biden, trong khi vẫn giữ nguyên các mức thuế đó và thậm chí tăng thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu, đã tập trung nhiều hơn vào việc hạn chế khả năng tiếp cận chuyển giao công nghệ và chip máy tính của Trung Quốc. Ông Prasad phân tích, sự chuyển hướng lớn nhất của ông Trump khỏi chính sách thương mại thời Tổng thống Biden có thể là thuế quan đánh vào Trung Quốc. Tháng 3 năm 2018, Tổng thống Trump khi đó, người tự mô tả mình là Tariff Man, người đàn ông thuế quan, đã châm ngòi cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông chủ Tòa Bạch Ốc đã áp đặt một loạt thuế đối với 250 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bất chấp cảnh báo rằng thuế sẽ làm tăng giá và gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ. Sau khi đánh bại ông Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020, Tổng thống Biden vẫn giữ nguyên mức thuế của người tiền nhiệm và thậm chí còn bổ sung mức thuế của riêng mình. Đơn cử là công bố các mức thuế mới cứng rắn đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá khoảng 18 tỷ USD, bao gồm xe điện, pin năng lượng mặt trời, pin lithium, thép và nhôm. Các chuyên gia dự đoán với đài CNBC rằng bà Harris sẽ tiếp tục phần lớn chính sách thuế quan của Tổng thống Biden nếu trở thành chủ nhân Tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Trong khi đó, ông Trump đã đề xuất tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ít nhất 60%. Ông Stephen Wray, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Georgetown cho biết, tôi chắc chắn không biết liệu ông Trump có sẵn sàng theo đuổi các biện pháp thuế quan cực đoan như vậy hay không. Nhưng tôi tin rằng ông ấy có thể sẽ tăng thuế ở một mức độ nào đó trong nhiệm kỳ thứ hai. Còn nhà kinh tế học Stephen Roach cho rằng việc ông Trump tăng thuế trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ có mức tăng tương đương với lựa chọn hạt nhân trong cuộc xung đột kinh tế quốc tế. Ông William Raines, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, thuế quan mà ông Trump muốn áp dụng có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến thương mại khác, sẽ chấm dứt hầu hết hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai nước với chi phí kinh tế khổng lồ. Ông Raines cho rằng, ngay cả khi mục tiêu của ông Trump không phải là tách biệt hoàn toàn kinh tế với Trung Quốc, mà là buộc Bắc Kinh đàm phán một thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn, thì có rất ít lý do để tin rằng điều đó sẽ hiệu quả. Năm 2019, chính quyền cựu Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, nhưng rất ít điều khoản được thực hiện và các giai đoạn tiếp theo không thành hiện thực. Một số nhà bình luận cho rằng việc ông Trump chọn JD Vance làm phó tướng của mình cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 càng cho thấy Đảng Cộng hòa nghiêm túc với các kế hoạch thuế quan của ông. Ông JD Vance, thượng nghị sĩ đến từ bang Ohio, ủng hộ mạnh mẽ việc áp thuế đối với Trung Quốc, xác định Bắc Kinh này là mối đe dọa lớn nhất mà Washington phải đối mặt. Ông Arthur John, giáo sư chiến lược và kinh tế tại Georgetown, bình luận rằng, nếu tôi là một nhà hoạch định chính sách cho Trung Quốc, sự lựa chọn đó sẽ khiến tôi run rẩy. Bà Daniels cho biết các kênh để hai nước thảo luận các vấn đề chính sách đã giảm đáng kể dưới thời cựu Tổng thống Trump, trong khi chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden lại nhấn mạnh những nỗ lực tham gia ngoại giao của mình. Ông Marrow cho rằng ông Trump chọn cách tiếp cận từ hành động hơn, khiến việc áp dụng các biện pháp của Mỹ đối với Trung Quốc trở nên nhanh chóng hơn. Ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel YouTube BTV Epoch Times để cập nhật các bản tin hàng ngày. Đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất, để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi. Xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người.